Rồi, chào tất cả anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Và đây chúng ta sẽ chơi đầu tiên Alpha. Rồi, let's go. Giảm trời, thấy tôi thấy có đơn giản đi. Ok, để tiếp theo là những cái mức hướng dẫn của tôi là tôi vào việc luôn. Bạn ơi, tôi sẽ cho con xe đỏ này. Xe mới ở chơi ngang nhưng mà hình như là không có người không được rồi. Họ lại quay về cái bán xe xanh này vậy. Xe của Suzuki. Bán xe cũng khá nổi tiếng. Nhưng mà xuất phát từ bên Nhật. Nên xe chỉ có độ bền thôi. Còn về tốc độ thì không được đánh giá cao cho lắm. Nói đi kia. Go. Nói đi tôi đây. Và sẽ khá là mùa để thắng cũng được. Xôi. Xôi ôi. Lên đường. Chụp chặt cả. Rồi luôn, sao lại là mình. Xôi. Đó, đi tơ luôn. Ồ, ở chậm một tí thôi mà, có gì đâu. Lên đường. Đọc xe. Ồ, mà phải sao đó, sao nó dễ vậy. Aspan. Ồ, ok ok, giờ tôi đã mở chiếc xe màu đỏ rồi. Vẫn chưa được, phải thu thập được năm tấm của chiếc xe màu đỏ thì tôi mới được. Chỉ cần đi thẳng là nhất thôi mà, có gì đâu. Cần smart làm gì. Vòng tiếp theo. Tiếp theo là chọn tiếp xe Suzuki của tôi rồi, vì tôi chả có xe gì là khác. Tết làm gì là vào việc nhưng mà có vẻ các danh càng danh về sau thì nó có vẻ là càng mạnh vậy.
rồi, vào chợ. Vào chợ này chuyện dĩ nhiên rồi. Kiểu này quá bình thường. Tiếp yep. Xe đỏ sắp được rồi. Nốt cái vòng này là chúng ta sẽ được xe đỏ. Tôi đang mở là chiếc xe BMW kép thì rồi đi mua một cái gì đó thì nó là cắt chôn bao bằng lốc ca chứ Z4 của BMW kép. Cái màn cuối cùng đây rồi. Tập shop cái điều lốc cả cái Ri nhận được nhiều thẻ shop mở ra ở đây à. Xem bất kỳ cái ad nào cả đấy mất thời gian một hòm thư gì đó hòm thư chiên ư rồi còn phải gọi tiếp gì ạ có đây còn đọc mấy này xe là tôi sở hữu hai con rồi ngon quá. Rồi hai chiếc xe rồi tôi chỉ sở hữu có hai con và một số cái thẻ cả vớ vẩn linh tinh à bao việc
nên phải cho con BMW kép rồi. Ui, tôi sẽ biết được cao này tại sao chúng ta không chơi chứ, đúng không em? Thảo liên tiếp này có vẻ dễ quá nhỉ. That's fun. That's it. Rồi, vào cuối rồi. Tất nhiên là phải chọn xe BMW kép rồi hàng tuyển. Chọn con này, chọn gì? Xe luôn. Oh. Thứ nhất là đàn luôn. À, chúng ta tiếp tiếp vào phương pháp tiếp theo thì để có xe vàng này thì còn nó những thẻ có xe vàng ở tận sau hay là Thank you.
có chưa xin chuyển ra bay. Nó xảy ra một cái lỗi gì đó tôi cũng không biết nữa. Rồi, ok, chào tạm biệt anh em đấy nha.